về trái đất nữa. Nghe nãy cha nói con còn sẽ đi truyền đạo thì những cái hành tinh không có đạo ở ngoài vũ trụ. Cha mới vừa ban lệnh, nghĩa là qua cái màn này là đi những cái hành tinh khác, không về quả địa cầu. Cha mới vừa nói có những hành tinh nó không có đạo, nên tưởng đâu về anh lãnh nhiệm vụ mới. Cha đã blessing, đã ban phước hết rồi. Tất cả những người đang biết rồi. Bữa nay có rất là đông mấy vị tổ Phật ở đây, mà mấy vị cũng ở trái đất này, mà mấy vị mình không có tên, có thể mấy trăm năm trước trên trái nước của con rồi. Nên nãy giờ ca không vô tiếng rồi nè. Nãy thưa ngồi trên đó đó, mấy vị đi á, cái miếng dán á rung rinh với đất sư phụ luôn á. Nơi này là nơi duy nhất connect giữa hai thế giới, cõi người và cõi trời, rất là hiện thực. Nhìn tất cả đệ tử Hòa Thiên áo vàng, áo tròn blue màu vàng quá không, trời ơi, giống như trên thiên đàng vậy. Cái này là thiên đàng hạ giới là đẹp như vậy, nên chờ mình dọn mấy cái bàn trống trống ra mình chụp hình y như vậy. Cô tiên không à, tiên nữ hết chứ. Ai có mặt hôm nay là được về trời hết. Thầy biết đạo sớm. Chúng ta là những người ở đây biết được sớm hơn tất cả, có phước hơn những người ở dưới núi. Họ có hiểu. Hồi nãy cha đã nói cha ban phước hết cho tất cả những người có mặt ở đây, hiện diện ở đây. Mình vô đây nè, cái cảnh này bự nè, mình đứng đây cái mình chụp hình hết đi. Nhớ lại ngày nào, ngày xưa, hồi chưa biết mình là ai, nhưng mà biết cơ thể mình nó không giống như người bình thường ấy. Thì cái này cũng biết. Nhưng mà mình đang nói đến cái đoạn mà nãy thù nói một thằng bé qua Mỹ vượt biên mười mấy tuổi. Học tiếng Việt không rành. Hello. Hello. Tiếng Việt không có rành. Phải không? Cũng chả biết trời đất là gì hết. Vậy mà hôm nay mấy vị nắng hộ hồn thiên sông núi thì nắng về cái hướng Thiên Việt là hướng về bên đời phải không? Còn mấy vị sư phụ đang đứng đó thì nắng về hướng bên đạo. Cho nên mấy đứa con mới có một sư phụ ngày hôm nay nửa đời nửa đạo. Đời không á thì cũng không được, mà đạo không á thì không có giúp được dân cơm no ấm. Cho nên cả hai bên huấn luyện Thiên Tướng Kiệt này, tất cả những gì đứng ngoài đó đều là những ân sư, những thầy của sư phụ dạy. Sư phụ không có thầy ở thế gian, mà thầy trong cõi vô hình không. Thì những chư Phật dạy về đạo và hiểu về xuất thế gian, không gian, vũ trụ quan, thì thù mới biết được đời sống ở trên cõi thiên đàng như thế nào. Thù mới nói lại những sự thật mà kinh điển nói chưa có đủ. Kinh điển cũng có nói nhưng mà nói chưa có hết. Nào có nước gì không? Có cái tắt không? Bể cổ rồi. Nào có chai tắt không?
Nội một cái chuyện của thằng bé không có nhiều chữ nghĩa mà hôm nay như vậy. Nước Việt mình á, là có phước. Con có thấy mấy con có phước không? Rồi có một cái đạo cha ban xuống. Thì mình tưởng đâu là cái đạo sau này là xong. Bây giờ cha lại thương nước Việt. Chư Phật lại thương nước Việt. Cho thêm một chiếc đũa nữa về phần đời để mà đó gọi là thiên việt, để gom tụ những anh tài trên thế giới 6 triệu chim hiền mau trở về để mà xây tổ ấm. Đó là nhiệm vụ của 6 triệu chúng ta đi khắp hải ngoại để đi về nước Việt, để mà lo cho một nước Việt có Phật thánh tiên hạ phàm, có một cái đạo ra đời tại đó. Đó là người Việt sáng lập một cái tổ chức, một cái hội tụ quần hùng, gọi là hội tụ quần hùng. Hỏi anh Tài, hỏi anh Tài là gì? Hỏi anh Tài mà trong kinh điển của Đức Thầy các chư vị thường nói, kinh Phật có nói, đó là hội Long Hoa đó. Những người tài hiền đức, thì thế giới 6 triệu người sẽ có những người tài hiền đức. Họ sẽ gia nhập thiên việt, có lòng yêu nước. Họ không có muốn thành thánh, họ cũng chẳng có muốn về trời, họ chỉ muốn làm thần để mà trị tội, để mà làm cho những cái ác trên thế gian này trả lại sự công bằng, trả lại cơm no ấm cho 100 triệu người Việt. Con cháu Hùng Dương Âu Cơ, con rồng cháu lạc, lạc Long Quân Âu Cơ, dòng giống Lạc Hồng, hiển hách quay hùng trở lại. Còn bây giờ là hèn với yếu, với nhát, với tham. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên việt này để trừ ma. Mở ra thiên tâm đạo trừ ma, giờ mở ra, cha mở ra thiên việt kỳ này. Bây giờ là những đứa đệ tử theo sư phụ lâu nay đã hiểu. Sư phụ cũng như các con thôi. Đến lúc nào cha kêu đứng thì sư phụ đứng, cha kêu ngồi sư phụ ngồi, kêu quẹo sư phụ quẹo. Cả thiên việt sư phụ cũng đâu có biết. Bữa ngồi nhập thất 2 tuần nó mới ra cái thiên việt. Rồi sư phụ ép nhập thất nữa, nãy cha mới nói. Cha hôm nay mặc áo long bào màu xanh, có mấy vị cổ Phật xuống, nãy rất là đông ở trên đó. Như là khách bạn đặc biệt của cha vậy đó. Mà Phật nghe, cổ Phật. Rồi ở dưới này là đông lắm. Muôn trùng những cái gì mà mình viết trên cái bảng đó là hơn nữa, mới dễ hơn nhiều như vậy. Người thế gian mình là một buổi lễ này, nhưng mà cũng là một cái nơi để mà các chư vị có cơ hội để mà gặp nhau nữa. Có hiểu không? Cho nên đây là một cái điều cao quý và hân hạnh của tất cả các đứa con họ Thiên. Hôm nay, hai bữa nay chuẩn bị người có công nhiều nhất thụ thấy là thằng Trinh, rồi mấy đứa con, rồi ở đây Thiên Hải đâu nữa nè, Ngân, Tấn, Vân nữa, mấy con vòng vòng gần lo. Mà hy vọng xong bữa nay mấy đứa nào đừng bệnh nha. Hồi bữa nay cũng khô cổ. Ngày hôm qua không có đội nón đi mưa, hơi yếu yếu. Chỉ có nơi này là nơi duy nhất mà mình vừa lễ cha đứng đó, sư phụ và những vị ở đó sư phụ tiếp xúc được. Cha hồi nãy cũng có dặn dò điều thứ nhất: đường đi chưa có tới bến, Lôi Âm Tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ rẽ người khinh. Sư phụ có cái định lực tu tập, sư phụ rất là nhẫn nại. Còn cái họ Thiên có đứa cốt cũng là cốt Thiên, rồi xuống đây định lực tu tập chưa có, cứ nôn nóng mong chờ. Nó đâu phải giống như là mong chờ ngày từ phút đâu, phải nhẫn nại. Cha nói đứa nào mà không giữ vững lòng tin thì
rất là khó đó. Cho nên đã tin rồi, đã là thiên tâm rồi, là nhất định tuyệt đối phải tin và phải gán nhẫn nại mà chờ. Chuyện trời Phật làm á, nó không có giống như người phàm làm, nó đi ngược lại với những cái người phàm làm, nó không có giống như mình mong muốn. Tại sao những người ác họ vẫn chiến thắng? Vậy chứ con hỏi trong cơ thể con á, con bị mục nhọt hay là bị ghẻ gì đó mẫu, mình cũng mong cho nó ấy để mình mẫu cho nó xong á, thì nó cũng giống vậy đó. Cho nên mình không có theo cái ý mình được, tại vì mình hiện giờ đang quá khổ, thì mình cứ cái gì cũng thấy lâu, nhất là người bên Việt Nam á. Bây giờ kêu họ mà đọc kinh địa mẫu chắc khó lắm, bao tử kêu rột 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 sao đọc nổi, tội nghiệp. Chúng ta ngồi đây có phước hơn những người bên quốc gia chúng ta nhiều, nhưng mà chúng ta là những người duy nhất có thể giải cứu được 100 triệu người ở trong quốc nội. Chúng ta có cây cưa, 6 triệu người có 6 triệu cây cưa, cưa đứt cái gông kìm sắt của nước Việt rời khỏi Trung Cộng, khỏi thể chế vô thần các Mác Lênin, đó là ma quỷ. Chỉ có người hải ngoại mới có làm được. Đó là lời trên nói, ai tin không tin thì thôi. Tại vì Thượng Đế đã đưa 6 triệu người ra là nhiệm vụ cái đó. Người trong nước không thể nào làm được. Và người ở trong tù làm sao mà cưa được cái song sắt. Ngày xưa khi mà Thụ được dạy, mấy vị nói như vậy, Hồ nghĩ của mình ở đây số lượng cũng rất là ít mà cũng không có đoàn kết, làm sao mình làm được. Bây giờ mấy con thấy họ ở tù, họ bị chuồng cọp, họ bị cho ăn chất độc, bà con dòng họ mình họ không có tiền cho nhà thương, họ dục ra dĩa hè chờ chết, bệnh ở nhà uống thuốc nam, uống bạc hà núi chờ chết, chết lần chết mòn, thiếu dinh dưỡng cũng chết, cái gì cũng chết, nít đẻ ra không có sữa cũng chết, bệnh tật như nhà thương không có tiền đút lót gì vậy ta, bác sĩ nó cũng bỏ cho chết. Thì ở trong cái nhà tù song sắt, chúng ta 6 triệu người hải ngoại, mỗi người cầm một cây cưa để mà cưa những cái song sắt này, thoát gông cùng của Trung Cộng. Cứ là Bồ Tát sống có từ bi, không có hận thù. Bài sớ mỗi lần thường lễ thụ giúp bài sớ chỉ là nãy ngồi ở đây 10 mấy phút viết, cho nên viết bằng điển, viết bằng cái tâm chân thành, không có viết soạn trước. Cho nên những cái lời tuy nó không có suông hay là này nọ, nhưng mà đó là lời thật. Đó là thường mấy vị thích là lời thật, không có văn hoa nữa. Hồi được huấn luyện về đạo những năm đầu, thời gian gần đây mấy vị Hồng Liên Sông Núi huấn luyện về đời. Đời là về chính trị, cách tổ chức, chiêu nạp nhân tài để mà lập hội Long Hoa, hội nhân tài. Bởi vì ngoài kia đâu phải dễ nói chuyện để cho những bác HO tin là sư phụ là người có sứ mệnh lãnh đạo quốc gia đâu. Nếu mà họ có chiến đấu, họ có tranh đấu kiểu nào, họ cũng chẳng có minh chủ để mà dẫn đầu. Và đến một ngày họ cũng đi xuống ba tấc đất đem theo những cái kiến thức, rồi họ uổng phí một đời người. Là vì cái chấp của họ. Cái này cách đây khoảng một năm ngoái, có những gì lớn dạy là Thái tử bớt có ca karaoke trên mạng để cho mấy ông già này bớt chấp, không chứ để Phật tử bớt chấp. Tại họ chấp lắm, họ chỉ muốn thiên tử như cục đá vậy đó. Thiên tử trên trời có 10 tuổi à,
lúc này cũng phải vui một chút mà đâu có phạm giới đâu. Thì nghe lời mấy vị lấy hết mấy cái cà cà lên, tí mình cái dở nhưng mà tâm hồn mà vui phải không? Thì ok đi, cái đó không sao gì. Nhưng mà cái quan trọng là chỗ này, khi mà họ chấp á, họ sẽ mất đi một đời người, uổng đi một cái duyên đời này gặp Phật sống, và uổng đi một cái nhân tài để mà góp sức cho nước Việt. Rồi họ mang xuống mồ, họ đi xuống địa ngục, họ không có được về trời. Tại vì họ cũng có làm tội nhưng mà họ không biết tu. Những người không biết tu chấp dữ lắm. Cho nên sư phụ, về phần sư phụ dẫn, mỗi một bước đi, mỗi một ngày xảy ra, đều có những nhân tài tự nhiên xuất hiện để mà giúp. Đó là lời mấy vị dạy. Khi mà sư phụ bước đi một cánh cửa này thì có những cái người đó sẽ giúp, sẽ giúp. Còn những cái người mà tối ngày cứ quan sát rồi coi chân, coi cẳng, rồi coi nút ruồi, coi mục mụn, rồi coi tóc bạc, rồi coi tướng khỉ này nọ, thì những người đó họ đều là người có tài, có học thức. Chúng ta cần họ, dân tộc Việt Nam cần họ, nhưng mà vì họ không có hiểu cho nên họ bị chấp. Thì mấy vị nói về phần Thái tử thì Thái tử không có bị gì, tại vì cả trăm triệu nước Việt. Đây hết pin nữa, này có cái máy rồi, này có cái microphone nhỏ, có microphone nào? Xin lỗi nha, 5-6 năm nhưng mà đồ nghề vẫn là đồ dởm, không có được vàng giá như là Thúy Nga, Paris phải không? Này có 400 bạc à, đi đâu cũng sách cà to. Về miền Nam Cali cũng sách, qua Houston cũng sách. Đó nó gọn chứ không phải gì hết á. Chứ mình cũng chẳng có ban bệ. Mấy đứa đệ tử nó hiểu chuyện thì nó quay phim bằng cái máy iPhone thôi. Làm room rồi ban vậy, nhưng mà thật sự chẳng có tốn tiền gì hết á. Nhưng mà công đức tràn đầy. Tất cả hồi thiên lớn tuổi như nhỏ tuổi, nên tạo Facebook để mà độ chúng sanh. Hôm nay mấy con ngồi đây á, là đó cha với mấy chư Phật ngồi gần đó. Chứ thế giới này không có mấy cái vụ này á, không phải dễ đâu á. Power off. Power on. Karaoke mode, master mode, professional mode. Hello. Hôm nay mình đã diện kiến được chư Phật, cha, thượng đế, mẹ, nhạc phụ Long Cung. Tuy là mắt mấy con người trần mắt thịt không thấy, nhưng mà mấy vị đứng đó, thắng cái gì, nghĩ cái gì, mấy vị nghe hết. Rồi cha hồi nãy có nói sư phụ là blessing, tức là gia hộ cho hết tất cả những người hiện diện có mặt ở đây. Rồi ngoài này thì tất cả những vị Bồ Tát, ngoài kia những vị thần, không thiếu gì nào hết. Chỉ có một nơi duy nhất, đó là Thiên Long Sơn có khả năng đó. Nơi duy nhất có thiên tử làm những buổi lễ như này. Những gì thì hòa thượng lỗi lạc cũng không ai dám làm, cũng không có khả năng làm. Nên nhớ. Thì khi các con biết như vậy, nếu con người của mình đã là hậu thiên, đã mở lòng từ bi bác ái, thì đi độ những người xung quanh. Và đồng thời mình độ cho anh em mình, chồng mình hoặc vợ mình. Nếu ngược lại, con trai thì độ vợ, gái thì độ chồng, độ bạn bè. Bằng cách bình thường mình không có nên nói chuyện về thiên tâm nhiều cho họ, vì họ không có hiểu, họ chắc dữ lắm, họ không có đủ phước. Muốn cho họ có phước thì mình phải dùng Facebook. Rồi á, tuy là sống chung nhà nhưng mà đừng nói chuyện, dùng Facebook nói chuyện qua chuyện lại, độ họ. Rồi đến khi mà họ từ từ, họ hiếu kỳ, họ hiểu rồi đó, thì lúc đó đó, mình cứu được những người thân của mình. Và đồng thời mình cũng tạo công đức với cha, với chư Phật. Là vì chiếc thuyền Bát Nhã chở 80 tỷ người cũng được. Mà bây giờ thuyền Bát Nhã, các con ở đây khắp nước Mỹ chừng 5-7 nghìn người, đệ tử họ thiên. Ở Việt Nam âm thầm khoảng 20-30 triệu người. Chứ thiền Bát Nhã cũng vẫn chưa có khẳng. Mình phải cứu cả 100 triệu, và đồng thời mình phải loan rộng ra những
những người ngoại quốc Mỹ nữa. Thì càng lẽ càng tốt, cái vụ một đời này là thì thế giới vô thần không còn tồn tại, hồ đã đi về trời không về quả địa cầu nữa. Hồi nãy cha có nói con còn đi những cái hành tinh khác để mà lập đạo, những cái hành tinh đó rất là xa, không phải là trái đất. Nãy cha mới vừa nói chuyện với hồ, thầy hồ thường nói là hồ không về trái đất này nữa, nhưng mà chưa gì là cha đã nói trước con về trả tiền rồi, con sẽ đi những cái nơi khác để mà lập đạo. Những cái nơi kia họ không có đạo. Ở ngoài kia có tam thiên đại thiên thế giới, đó là kinh Phật nói, nghĩa là 3.000 hành tinh, 3.000 loại người khác nhau. Chỉ có quả địa cầu này quá khổ, cho nên hồ mới ngồi hôm nay ở đây. Nhưng mà mỗi một cái nơi á, là Thượng Đế chấm một cái chỗ để mà làm trung tâm, giống như làm lãnh sự quán vậy, giống như làm tòa đại sứ vậy đó. Thì nước Việt Nam, Liên Hợp Quốc vậy đó, nước Việt Nam được nước được chọn cho cái quả địa cầu này. Có Phật Thánh Tiên hạ phàm, Phật đâu thì cũng có quỷ đó. Thì cho nên người Việt Nam mình là người lạ nhất toàn cầu, không đoàn kết nè nghe, không có hiểu nhau nè nghe, hơn thua với nhau từ chút nè. Cái ông giàu này ông ghét ông giàu kia đúng không, cứ nhẽ rồi bao nhiêu chuyện bất công xảy ra chỉ có riêng nước Việt thôi, những nước khác không có vụ này. Nhưng mà ngược lại, riêng nước Việt cũng có đại hồng ân. Cha cho cái Thiên Tâm Đạo ra đời bằng tiếng Việt, dịch cái tiếng Mỹ là Thiên Tâm Mism. Hồi xưa lúc mà sư phụ tính đặt cái tên là God of Heart, tại vì God là tên cha, không Heart là trái tim. Cái sau này không, con cứ để Thiên Tâm, bắt nó học tiếng của mình. Sau này người Mỹ họ cũng họ Thiên đó, rồi họ muốn chi cứu chữ Thiên là gì thì cứ lật tự điển đi con, đúng không? Chứ xưa sư phụ tính dịch tiếng Mỹ, tại sao mình dịch ngược lại? Là tự vì sau này người Mỹ sẽ nghèo hơn người Việt. À, Thiên Trump hay là Thiên Biden hay là Thiên Obama gì đó, mày cứ thiên láng hết à. Chứ không có God Obama, God Trump, nghe nó không có thuận cái lỗ tai. Thì nước Việt có Đại Hồng Phước, có Đạo Thiên, là đạo trời, cũng như họ thôi, họ cũng khấn cha tối ngày. Bây giờ đụng chút gì mấy cái đài CNN bây giờ nói Only God can save us, only God can save us. Mà đâu biết God đang ngồi ở đây đâu, đang đây. Còn coi mấy cái đài TV Mỹ hiện giờ nè. Bây giờ bữa nay Putin nổi điên rồi, Kim Jong Un bắt đầu dàn trận rồi, lên xe tăng đồ lái rồi, chùi cái cặp vali để mà bấm hạt nhân rồi đó. Only God can save this planet này. Cả cái những người chính trị gia lỗi lạc của Mỹ cũng phải nói vậy. Tại sao không tới đây ngồi nói chuyện với sư phụ, chỉ cần tốt một ly Starbucks thôi, sư phụ kể cho mà nghe, sẽ không có cái chuyện mà bom nguyên tử. Và đồng thời cái quả địa cầu này Mỹ sẽ thắng. Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần. Nếu mà ông Trump không vô tòa Bạch Ốc, cả nước Việt mình cũng mệt á. Thật sự con tưởng ông Trump ông đánh, ông nói cho Ray America again hả? Không có. He work for me. Tự gì ông Trump mà lên đó là ông dẹp Việt Nam một cái một đó con. Con có hiểu không? He work for us, not for America. Về tâm linh vậy nhưng mà ông không có hiểu. He work for me. Lính có cái đồ á. Nhưng mà nói hơi ngược quá không? Từ từ để mày chết mày sẽ hiểu. Cha ở đây, sư phụ ở đây, các vị ở đây, nói thì hơi ngã mạn nhưng mà về tâm linh nó là thực tế vậy. Không có bao giờ vua mà ra trận, để tướng ra trận, để ông Trump ổng ra trận. Rồi sau lúc đó Việt Nam xong, Tàu cũng xong, chia 5-7. Chúng ta sẽ mỗi người cầm cái cưa về cưa. Cưa hết mấy cái cọng ở trong cọng ra khỏi nước Việt. Sẽ không còn tham nhũng hối lộ nữa, không còn bệnh như là giành nhau chức vụ. Tiếng Việt ra đời chỉ kết nạp những thành viên để nạp danh thôi, không có lấy tên thiệt. Cho nên tàu ngầm mà, với mấy clip cũ nó rồi, khi mà trước khi ra khơi thì mình bắn pháo bông, mình chào cờ, đánh trống, thổi kèn, đồ rum xì beng phải không? Thì mà tàu ngầm lặng rồi. Bây giờ cái đơn Thiên Việt đâu rồi, bữa nay ngân in nữa chứ, trong đó không có lấy tên thiệt,
cũng chẳng lấy bết đê ngày xanh vậy, chỉ là ấy thôi, gặp mặt riêng thôi, để mà mỗi người có một cái chức vụ, sẽ không có ai bị gì hết. Tất cả họ thiên mà đọc kinh tu tập vẫn giữ cái thế trạng thái đó, chỉ có những cái trẻ nhỏ nhỏ đó giờ chót chừng từng hay từng thì điền cái đơn theo phụ viện Nam, thì con vừa là tay phải là gõ mỏ thiên tâm, nói thí dụ như kiểu cầm tú, tay phải gõ mỏ, tay trái cầm tú cầm cây ba ton, cầm cây cưa, về cưa gọng kìm song sắt đó, là thiên, là thiên việt, là thiên tâm, tay phải tay trái. Nhưng mà bây giờ tay đủ rồi, thì nước Việt có phước được cha cho cái đạo thiên tâm ra đời ngay ngày vía Quan Thế Âm năm 2017. Nhưng mà thật sự đạo đã ra đời âm thầm năm 78-79, nhưng mà ngày chánh thức thì mình cứ tính là ngày vía Quan Thế Âm này. Thì hàng năm chúng ta làm lễ vía Quan Thế Âm, không còn biết ngày ta ngày Tây nó lọt vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, năm gì không biết, nhưng mà từ nay mình cứ là ở vía Quan Thế Âm là ngày lập đạo khai đạo. Mình làm gì nè, cái hồi sáng rồi đi thấy cũng đẹp á, nhưng mà lần sau thì cũng tổ chức lại kỹ kỹ một chút. Chỉ có cái hồi sáng đó là lạnh quá, ai cũng khớp cha mưa phải không, nhưng mà thủ nói ngày qua mấy đứa nghe phải không, rõ ràng thủ nói chuyện với ông thằng gió, với ông thằng mưa. Ông nói thái tử yên tâm, sao không có mưa, tôi sẽ ngưng lại mưa, ngưng lại gió. Ổng ổng đang nhậu mà, ổng đâu có rảnh đâu, ổng đi làm mưa nữa. Hey, chỉ có Thiên Long Sơn mình mới làm được những chuyện này, mà chứ tôi làm cái này cũng nhiều lần rồi. Năm 7 năm trước không có mấy đứa con, chỗ đang bão mưa ầm ầm, cái cỡ hey, 2 tiếng thôi, ổng ngưng đúng 2 tiếng. Hỏi thưa mẫu đi, mấy người này hỏi ông bố là những người xưa cúng này vui lắm, vừa xong dọn lẹ nghe, nãy ông chỉ hứa có 2 tiếng y chang luôn, đúng là 1 tiếng 59 phút là một đống mưa xuống ầm 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 ầm. Ha, núi mình vậy á. Rồi cha lại thương nước Việt, bởi vì bây giờ hộ có mấy chục triệu đệ tử âm thầm trong nước ở hải ngoại, 5-7 nghìn người, nhưng mà giàu cho cả nước Việt là thiên tâm đi nữa mà không có một cái tổ chức về đảng phái và chọn lọc những người có trí thức để mà lãnh đạo quốc gia thì cũng đâu, phần đời thì cũng chưa có thành công. Cho nên Thiên Việt ra đời, Thiên Việt là một chiếc đũa trái, thiên tâm chiếc đũa phải, do Thượng Đế lập ra. Người phàm ai không hiểu mạo phạm thì trước khi làm cái gì á, người khôn á, nhớ người khôn á, vô minh hay lì lợm thì mình không nói nha. Mà nếu như người mà có trí thức khôn á, phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không kẻo bị mất xác mất hồn không hay. Mấy ông thần mấy ông dữ lắm, tại vì các chi vị coi cái xác phàm mình trả ra gì hết. Con nhìn thấy xung quanh phụ từ bà thượng nó nhiều lắm thôi không kể, nhưng mà phạm thượng với cha là không xong, tại vì ai cũng là con của Thượng Đế mà, cả Trump, cả Biden, cả bác Trọng, cả bác Tô hay là Thượng cũng là con của Thượng Đế hết đúng không. Mà con mà không với cha như thế nào, cho nên phải suy nghĩ. Đế cho ra Thiên Việt và đồng thời Thiên Tâm cùng một người sáng lập, tên Phàm, con Thợ Mộc. Thật sự sư phụ không có biết sư phụ họ gì, phải họ Ngô nè. Tại ngày xưa ông cố mà trong cái bào giác phàm, ông nhiều vợ quá, cho nên bà cố mang cái bầu đi lang thang, rồi cái lấy ông sao á, mang cái họ Ngô thôi, chứ thật sự bộ chả biết sự bộ họ gì luôn, cũng chả biết sự sanh ngày nào tháng nào. Còn cái ngày mà bây giờ trên thẻ căn cước
lỡ ngày nhập trại tị nạn đó ơi. Cho nên thiếu nói chuyện này cũng chả biết năm sanh, ngày sanh, cũng chả biết họ của mình. Chỉ biết là ông thợ mộc nuôi mình sanh ra cái xác phàm. Người sáng lập Ngô Tuấn Kiệt, mang họ Thiên Thiên Tuấn Kiệt, là dưới trần. Ở trên trời sư phụ tên là Thiên Nhãn. Tất cả 12 anh em của sư phụ đều là họ Thiên hết. Sư phụ không dám nói đây, cũng gần gần giống như mấy con vậy, mà có nhiều tên lạ. Cũng là y như chúng ta, Thiên không. Rồi mấy bà chị cũng là Thiên, cũng nhân thánh mẫu Thiếu Hạnh, thì người đời kêu là anh mẫu Thiếu Hạnh, chứ thật sự tỷ tỷ có một cái chữ Thiên á. Nhưng mà sư phụ không dám nói tên gì, Thiên Hoa, Thiên Hạ này, Thiên Nọ, cũng là Thiên. Một người sáng lập đạo, cũng là sáng lập Thiên Việt, cùng một người. Sau này đi song song, hai đạo và đời song song, sau này sẽ có những cái thế hệ sau lưu truyền. Người mà tu dở gọi là dở nhất luôn á, không có giữ được 12 giới, chỉ làm một cái giới đầu tiên thôi thì đã là không có tham nhũng rồi. Trong đó là giới tứ ân là cũng góp sức được cho quốc gia, làm chuyện lớn cho tại quốc gia rồi. Những cái trường đại học Thiên Việt Thiên Tâm sẽ mọc đầy khắp tất cả trên quả địa cầu này trong thời gian kế tiếp. Nó có mọc lên cũng giống như trường Harvard, trường Stanford vậy, sẽ đào tạo ra những người hiện tại. Rồi sau này họ Thiên sẽ có những vị thầy cũng mang dấu hiệu Thiên, rồi đi dạy lại tất cả các những đứa con họ Thiên có hệ thống đàng hoàng. Một tuần phải làm gì, tháng này phải làm gì, họ bá quan trai, nhưng mà mình không có dùng danh từ đó, mình dùng danh từ khác. Sau này còn sẽ làm một cái process để mà cách tu tập, rồi phải đi nhập thất, phải đi retreat, rồi phải buông bỏ, rồi phải đi làm từ thiện, rồi phải đi cho bớt tài sản của mình, chứ không có thể mà đem vô hộp rồi cái đi mua hộp sòn với vàng rồi bỏ vô safety box rồi vô nhà băng là cắt hoài, không có cái đó. Vừa đủ xài còn nhiêu phải đem ra cho bớt những người nghèo đó. Thì họ Thiên có sau này có những cái công thức đó. Trong mắt các con nhìn lại, mặt tròn, mặt vuông, mặt dài, mặt mụn, mặt láng, mặt nhăn, đúng không? Nhưng mà trong mắt vô phụ á, nhìn nè, tiên, chỉ là mang thân phàm thôi. Thật sự những người ngồi ở đây toàn là không có thấy thú. Con người chúng ta mang thân cùng giống nhau, nhưng mỗi người là bề trong là thú. Rồi có những người bề trong là dạ so đầu thai hay là hồ ly. Nhưng mà trong mắt sư phụ nhìn, bữa giờ chưa giờ có đứa đệ tử nào là gọi là hồ ly hay dữ. Mà mình muốn nhận dạng được những cái người mà trong gia đình mình như vậy đó, thì mình coi cái tư cách của họ đó. Tại vì bề ngoài đừng có theo đẹp trai hay đừng có theo tướng đô con này nọ nghe. Những đứa ngồi hôm nay ở đây đa số là cúc trên, không có ai cúc thấp á. Đức Việt có hồng phúc có con của Thượng Đế sáng lập đạo và đời để lưu truyền cho nhân loại và đồng thời cứu nước Việt và đưa nước Việt thành một nước sánh vai cùng cường quốc trong tương lai. Con cái nãy về trên dặn dò cho hồ nó không nói cha cha hoàng kỳ, hồ nói bề trên là mới còn hiểu ai. Thì bề trên dạy tất cả họ Thiên kêu hồ nói lại mấy đứa đệ tử là phải giữ vững lòng tin, không có được nôn nóng, cứ đọc kinh ngồi thiền. Tại vì cái
cái sàng lọc. Sàng lọc có nghĩa là không có muốn cái sự đổ nát chết chóc, không có muốn những cái tòa nhà building đổ nát như kiểu Syria hay là kiểu Palestine đó, Do Thái nó tấn công á, ở trên không có muốn vậy. Mình không có muốn Hà Nội giật sập Bắc Hà Đế Kinh đó. Mình không có muốn là những thành phố mình đổ nát, thì phải cho bề trên có chút thời gian để mà uyển chuyển, miễn làm sao cuối cùng bất chiến tự nhiên thành là mình ok. Chứ còn mà dùng súng đạn bắn qua bắn lại, nó sẽ đổ nát thành phố. Một cái building, một cái trái quả tiễn rocket mà nó vô cả mấy chục năm sau, trăm năm sau chưa xây được. Cho nên sư phụ, những cái đó là tài sản quốc gia, mà khi nằm trong nước Việt, đó là tài sản của nước Việt. Mình không có muốn Trung Cộng nó bắn vô nước mình. Mình phải từ từ quá, chứ không có gấp được. Mấy vị cũng còn ít, nhưng mà mấy con cứ lấy đồ ăn vô chia ăn đi. Ở đây mấy đứa local dùng này, nhớ mang đồ ăn về giúp. Cái đó là cảm ơn nhiều. Nhưng mà đồ của mấy vị thần thánh dùng, mình dùng là mình có phước. Ở đây này, trên này không có dòng linh nha. Núi thánh thì không có Phật với Bồ Tát rồi mấy gì không, mình làm đồ mấy gì mình có phước. Cho nên mấy đứa ở San Jose á, biết trình nó có chuẩn bị bịch nước xanh, bịch gì giùm quá trời luôn. Mấy đứa ở xa, những đứa bạn khác bỏ thời gian qua đây mua cái vé qua đây, còn thấy cũng đau lòng giùm. Tại giá cũng 700.000 đúng không? Rồi mấy con bỏ mấy ngày làm việc đúng không? Ở đây còn ở khách sạn này nữa, tới tệ cũng 2-3.000. Mất định cơm cũng 20.000, nó cho 5.000 đi. Nhưng mà mấy con đừng có tiếc đi. Về đây á, cha nãy á, là cha đã ban phát hết. Các con sẽ mạnh khỏe, vui vẻ và may mắn cả năm nay luôn, mấy năm sau nữa. Nên cũng đáng lắm á. Đáng không? Thôi về, sư phụ thấy ngoài kia có những người rất là vô minh. Có những cái buổi ca nhạc ở đâu, Singapore hay Thái Lan, mà từ ở Mỹ bay về, tốn tiền hơn mấy con gấp 3 lần. Chỉ vô đó ngồi nghe ca rồi cái vậy thôi. Ngồi ở đây gần sư phụ, thì sư phụ không có tài hoa ca giỏi, nhưng mà ít nhiều á, bảy dòng hào quang của sư phụ cũng làm mấy con bớt đói bụng chút.